Hello cả nhà, mình xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình mời cả nhà đến tham dự kinh đô ẩm thực Huế bốn phương. Quý vị các bạn thấy cổng chào của kinh đô ẩm thực năm nay hết sức là hoành tráng rồi mọi người. Ở phía trước là có rất là nhiều chị em mặc áo đỏ, áo dài Huế đang đứng ở phía trước cổng. Quý vị và các bạn, chúng ta hành trình là bên trong để cùng khám phá với mình. Mình đến với không gian văn hóa ẩm thực nghệ nhân các tỉnh phía Bắc tại cố đô Huế cả nhà. Trong cái tuần lễ hưởng ứng Festival Huế, cả nhà thấy các cái món ăn ở phía Bắc đang có mặt tại Huế rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Dạ chị ơi, cho em hỏi món này là món gì đây ạ? Cái này là món thịt lợn xiên nướng em ơi. Lợn xiên nướng đây, còn bên này ạ? Cái này là thịt băm con lá chuối nướng. Thịt băm hả? Thịt băm là thịt lợn để băm ra. À, cũng là thịt lợn luôn, băm ra. Tẩm gia vị xanh nướng. Tẩm gia vị nướng, dạ. Hấp dẫn ra đi, bạn nghệ nhân là bằng áo đa phục và tỉnh phía Bắc đó mọi người. Vừa nướng xong là khi mà lột ra là thế này. Đây. Ăn ở đây luôn mà. Có chết xin bà, hốc xin bà. Chết xin. Rất là ngon. Đây là một mâm đang bày sẵn ở đây. Dạ chị ơi, cho em hỏi mấy món bày sẵn ở đây là món gì ạ? Đây là món xôi ngũ sắc. À, xôi ngũ sắc. Dạ vâng. Đây là xôi ngũ sắc của dạ. Điện Biên. Điện Biên, dạ. Vâng ạ. Đây dạ. Là món cá nướng gọi là bà bình tôm đấy ạ. Dạ vâng. Đây là món thịt trâu gác bếp. À, thịt trâu gác bếp ở đây này. Dạ. À, vâng. Đây là món là thịt lợn xiên nướng ạ. Thịt lợn xiên nướng, dạ. Đây cũng là đặc sản là xưa mèo với khoảng mận Mường Phăng Điện Biên. Dạ. Đây là món thịt lợn băm cuộn lá cải nướng. Dạ. Và đây là món nướng. gà nướng cái này mình ướp gia vị như thế nào đây ạ? Ướp gia vị là có tỏi, ớt, mắc khén, gia vị và hạt thổi của gia vị của rừng Tây Bắc đây ạ. Tây Bắc, vâng. Có mắc khén này đúng không? Vâng. Còn đây là món rau cải nộm theo kiểu của Tây Bắc ạ. Okay, có tỏi, ớt, mắc khén như thế nào, ở đây đều có mắc khén hết. À, có mắc khén hết, dạ. Ok, dạ rồi, cảm ơn chị ha. Dạ rồi, cảm ơn. Mình hết sức là ấn tượng với một cái gian hàng này mọi người. Vâng, lần đầu tiên là có gian hàng được xuống đây Huế đấy. À, lần đầu tiên luôn hả? Vâng. À, dạ. Chưa, từ trước đến giờ Huế là chưa có đâu. Chưa bao giờ luôn, dạ, dạ vâng. Em lần đầu tiên thấy luôn này. Vâng, dạ. Chị anh hai mình nhìn thôi nhé. Dạ. Tiếp tục thì mình sẽ đi qua các cái gian hàng tiếp theo của bên vùng Tây Bắc. Em chào chị ạ. Ở đây mình có những cái mặt hàng gì hả chị? Của Tây Bắc đó là trâu gác bếp và thịt lợn gác bếp. Đây là món thịt trâu. Thịt trâu này. Trâu gác bếp này, như vậy là một gói như thế này mình bán là bao nhiêu? 500 nghìn nhà đây. Có niêm yết giá được không? Dạ vâng. Ngoài ra thì có món gì nè? Cái này là cái gì ạ? Quả ốc chó. À, quả ốc chó này. Đặc biệt hơn nữa là chúng em có cả nấm hương rừng. Nấm hương rừng. Dạ. Chỉ có vùng Tây Bắc mới có thôi mà. À dạ. Cái này về mình dùng thế nào ta? Rất là thơm anh. À. Mình sẽ ngâm sau đó mình sẽ xào với gà hoặc là mình sẽ nấu với măng muối. Nấu măng muối, dạ vâng, ok, dạ vâng. Ngoài ra còn có những món gì ở đây? Đây mắc khén này. Đây là một trong những cái gia vị mà tẩm ướp của đồng bào trên
đấy, chuẩn bị mua cùng với họ của Hà Dũng. Cái này nó mùi thế nào ta? Dạ em thử cái mùi này giống như cái quả tiêu ở mình ta. Đúng rồi, tức là mỗi vùng miền nó sẽ có một cái đặc trưng khác nhau. Dạ. Ở trong Huế hoặc là ở trong Quảng Trị, Quảng Bình thì có hạt tiêu. Dạ. Trên em thì lại có hạt mắc khén. Mắc khén này là nó cũng tương tự như hạt tiêu đấy hả? Dạ vâng. Dạ, ăn gì đấy hả chị? Thịt nai. Dạ, thịt nai hả? À, thịt nai hả? Thịt nai của vùng Tây Bắc luôn hả chị? Này phở xưa trùng vị của thành Nam. Dạ, vì sao lại gọi như vậy ta? Dạ, đây. À, đây công ty của phần về xưa Nam Định. Dạ, em gửi mình về khám thảo. Về khám thảo. Dạ. Em muốn khám thảo ở đây luôn để cho mọi người cùng xem luôn á. Thì như thế nào ta? Đang review. Dạ, nghề nhân lên sân khấu rồi anh. Lên sân khấu rồi hả? Dạ. Cái này top 100 món ăn đặc sản Việt Nam hả? Về xưa Nam Định. Này bún ốc bằng ngòi 50k. Gian hàng đầu tiên này là gian hàng của Thái đấy mọi người, rất là nhiều món Thái. Đây là mực mực nướng này, chưa mực nướng bên này, mực tuột đây. Bạn thấy cái món rất là ngon. Ở cái con của anh. Hai con này quá hả? 127 mặt tổng 127 ngàn hả? Dạ. Đây, con rất là to. Đây là sốt. Dế lại không phân lại. Hấp dẫn. Ta đi vào đây xem còn có món gì khác không. Quầy đây hết sức là đông khách. Một quầy của Kim Thành Hoa mọi người, kèo Sư Châu. Đây quầy các cái vật dụng về lá sen, cặp sắt. Ồ, phải. Cô gái Huế đó hả?
Đây các em bé ở đội nón rất là đẹp luôn mọi người. Đặc sản phường Tùng Hòa ở trong nội thành Huế này. Đây, có rất là nhiều đặc sản, có nhiều món, trong đó có tôm chua này. Mình thấy có tôm chua. Một cái quầy được trang trí rất là đẹp. Mọi người nhìn qua một cái hồ nước và các cái quầy ở phía bên kia chiếu sáng, phản chiếu lên rất là đẹp. Gạo Long Thọ. Xuất nếp cộng này cả nhà này. Có món nếp cộng này nó đen rất đẹp. Happy chất. Quầy bán ngon nhanh. Nghệ Nhật Bản. Hương vị Việt Nam. Cho các hiện nay tại giao hàng chính thức của chúng tôi đang diễn ra trong rừng của các bạn đồng bào phía tây bắc. Phía tây nữa mẹ. Đó chớ cái đời sống bắt chớ cái đời sống. Biết ơn sẽ có ba tuổi khách hàng may mắn trúng tên bên ba cái gặp điện thoại bộ trà kỳ giáo mình. Các bạn thấy hướng sông Hương. Tiếp tục với hành trình tối ngày hôm nay cả nhà nhé. Ôi nhìn em nha. 1, 2, 3. Không khí ở hôm nay đây là quầy rất là phong phú hoành tráng. Đây là cơm lam. Cơm lam à? Dạ. Cơm lam ở miền Trung hay là miền miền Bắc? Miền Bắc. Tây Bắc anh. À đây Bắc. Này hồi đó biết chuyên nghiệp Bình Dương. Đây nè, món này rất là lạ luôn. Người đông ơi là đông luôn mọi người ơi. Alo, mình xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình đến dự với lễ hội ẩm thực Kinh Đô Huế cả nhà.